bài thắng bại tại kỹ năng. Omen, thần chết đến cả ác ma cũng phải kiêng nể. Trên chiến trường, hắn không biết phân biệt địch ta. Bất luận là đồng minh hay kẻ thù, đều không thể tránh khỏi lưỡi kiếm sắc bén của hắn. Cuối cùng, Malok không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giam cầm hắn trong vực thẳm. Đã có một khoảng thời gian rất dài, mọi người dường như đã quên mất cái tên Omen. Cho tới khi đội quân của Adrin phá vỡ được lớp niêm phong ma thuật vực thẳm. Vì muốn cắt đứt chi viện của đội quân thời điện, Vera đã đánh thức giấc ngủ ngàn thu của Omen. Đam mê giết chóc bao năm qua của Omen cũng theo đó mà thức giấc. Một mình hắn ngăn cản đội quân chi viện của thần điện. Nhưng chẳng có ai biết cuộc chiến đó diễn ra thế nào. Vì những người trong cuộc chiến đó, trừ Omen ra, không một ai sống sót. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống. Và tải ngay Liên Quân Mobile trên Google Play hoặc App Store.